nhớ từng người. Vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi rất là có hạn, nhưng ngay bây giờ thì một ca sĩ rất là đẹp trai, rất là to cao, xin quý vị cùng chào đón Quang Linh. Xin
cảm ơn những tràng pháo tay cổ vũ của các anh chị, các bạn rất nhiều.